Văn Kiệt đâu, rắn đâu? Trời ơi các bạn ơi, bạn su con thấy con rắn nè. Quá trời, lấy cây đập nó đi Văn Kiệt ơi. Trời, coi chừng nó cắn bạn su á. Ẵm bạn su ra đi, ẵm bạn su ra trước đi. Rồi, trời ơi, lẹ lên. Rồi để bạn su đó đi. Rồi kiếm cái cây đi, cái cây đập con rắn đi. Quá ơi. Rồi, trời ơi. Chết rắn chưa? Rồi, đập nó xỉu luôn. Trời ơi, các bạn ơi, rắn ghê quá. Rồi, đập nó bên kia luôn. Rồi, chết hết chưa? Rồi, chết hết rồi hả? Rồi, bắt nó vô đi. Rồi, bắt nó. Wow, con rắn bự quá các bạn ơi. Rồi, lấy cái bịch bỏ vô đi. Ủa, wow, Kiệt ơi, bạn xuống bên đây nè. Wow, các bạn ơi, bạn su này giỏi dữ à. Đây các bạn, bạn su thấy được hai cây kem rồi. Rồi là mấy kem bỏ vô vỏ thôi bạn Kiệt ơi. Rồi đi theo bạn su coi bạn su còn thấy được cái gì nữa không. Rồi đi theo bạn su coi thấy gì nữa không nghe các bạn. Quá wow, bạn Kiệt ơi, bạn su thấy con gì nữa nè. Wow, thấy cái gì đây? Wow. Một con chim. Ủa, con chim với cái gì? Ổn mì gì vậy? Ổn bánh mì. Wow, các bạn ơi, một bánh mì xúc xích nghe ngon dữ hả? Wow, có con chim nữa các bạn ơi. Rồi, chim một con cột. Chim cánh cụt luôn nha. Wow. Ui, con gì hả? Wow, đất cái này giống con cọp con á. Hey, các bạn ơi, bạn su robot này thông minh quá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi theo bạn su này kiếm coi còn con gì nữa không nha. Wow, ba ổn bánh mì. Hay quá các bạn ơi. Mình sẽ bỏ cái vỏ nha các bạn. Rồi, đi theo bạn su kìa bạn Kiệt ơi. Bạn su đi đâu nữa hả? Quá, wow, bạn su thấy cái gì nữa kìa. Rồi, bạn su ra lui luôn kìa. Wow, có búp bê à các bạn ơi. Đâu? Wow. Wow, một búp bê. Trời, búp bê cô tiên bướm dễ thương chứ hả? Màu hồng luôn nha các bạn. Trời, đẹp quá. Rồi, bạn su dễ thương quá các bạn ơi. Bạn su này khôn quá. Rồi, bây giờ đi theo bạn su coi còn nữa không nha. Wow, các bạn ơi, có một con heo mọi. Trời, heo mọi con bị nhốt trong lòng dễ thương quá. Trời, su dở các bạn ơi. Rồi, thả bằng heo ra đi bạn Kiệt ơi. Trời ơi. Đây, bạn su, trời, bạn su chạy dữ à su. Đây các bạn, bạn su con này chạy ghê quá. Không, siêu thông minh các bạn. Robot nha, robot siêu thông minh thế kỷ 22. Ờ, con heo đâu bạn Kiệt. Đây, con heo màu hồng. Đây các bạn ơi, bạn su kiếm được con heo màu hồng rồi nè. Rồi đi theo bạn su nữa coi bạn su hả kiếm được con gì nữa nha. Ơi bạn Kiệt ơi, đi theo bạn su nè. Bạn su thấy được cái gì nữa đây nè. Quá wow, ở trên cây kìa. Ôi, một con gì trên cây đây, màu vàng nè bạn Kiệt ơi. Quá wow, cái gì vậy? Rồi các bạn, bạn su thấy được một bạn búp bê. Quá wow, búp bê tiên bướm nữa hả? Rồi búp bê cô tiên này dễ thương quá nè. Màu vàng nha các bạn. Rồi bỏ vô vỏ đi bạn Kiệt ơi. Rồi còn nữa không ta?
Mệt quá, nhảy vô mình đi các bạn. Quả tiếng ngựa kêu đâu vậy bạn Kiệt? Rồi kêu bằng Su theo, kêu bằng Su kiếm đi. Bằng Su ơi, bằng Su. Ủa, tiếng ngựa kêu đâu vậy ta? Thôi, bây giờ mình đi theo bằng Su ơi. Đây, bằng Su ơi, chỉ hồn cho mình đi, bằng Su ơi. Wow, các bạn ơi, bằng Su thấy được con ngựa kìa. Con cái xấu kìa các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, bằng Su thấy được con ngựa rồi hả? Trời ơi, có con gì vậy bạn Kiệt? Đâu? Đây các bạn ơi. Wow, bạn Su thấy được 3 con cá sấu luôn rồi. Wow, 3 con cá sấu màu đẹp quá. Rồi bạn Kiệt ơi, vô vô bắt bắt bạn ngựa ra trước đi. Rồi bắt bạn ngựa ra trước. Bạn Su ra thôi, chờ cá sấu rồi. Rồi ẵm bạn Su ra luôn, ẵm bạn Su ra luôn. Rồi rồi rồi, rồi giấu bạn Su lại đi. Rồi đánh Su đây đi, rồi chuẩn bị vô bắt cá sấu nha. Rồi dứt cá sấu ra. Wow. Rồi dứt ra, dứt ra. Rồi một con cá sấu. Rồi xỉu chưa? Wow, các bạn ơi, đây một con cá sấu con rồi. Bắt hai con kia ra luôn. Wow. Rồi xỉu chưa? Rồi bắt luôn nha. Bắt cá sấu con ra luôn. Đi một con nữa. Rồi đem về thôi, đem về thôi. Wow, đem về bỏ vô cái giỏ nè. Wow, các bạn ơi, bạn Su con thấy được quá trời con luôn. Rồi bạn Su con té luôn rồi. Để ẵm bạn Su về luôn bạn Kiệt ơi. Wow, các bạn ơi, bạn Kiệt. Bạn Kiệt hôm nay có con chó gì vậy bạn Kiệt? Con chó thông minh luôn á. Đây các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt có một con chó robot thông minh nha. Trời, con chó này hay lắm á. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ điều khiển cho các bạn xem nha. Đây, bạn sẽ kêu á. Vô thứ hai á. Ngồi xuống. Wow. Ở con này nằm xuống được không bạn Kiệt? Được. Rồi cho nằm xuống thử coi. Rồi nằm luôn đi, nằm luôn. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi cho đứng lên đi. Chó muốn. Wow, trời chó thông minh dữ hả? Nè các bạn ơi, con chó qua, con chó robot thì thông minh quá các bạn ơi. Về lui chạy tới được luôn. Wow, nó còn làm được gì nữa không bạn Kiệt? Ao đứng cao lên hả? Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho con chó quay mặt lên nghe. Rồi bạn Kiệt sẽ điều khiển cho các bạn xem thử nha. Qua. Ê, rồi nữa đi. Đây, bây giờ là nằm xuống hả? Quá, đứng cao lên con luôn các bạn ơi. Wow, trời vui quá. Đây các bạn ơi, bạn chó này nè, kiếm được quá trời đồ chơi luôn nha. Đây, một con rắn, hai con rắn nè. Rồi thêm một bạn búp bê nữa. Qua cái này cái gì vậy bạn Kiệt ơi? Qua hai cây kem. Rồi gỡ cây kem ra ăn thử nha. Dạ. Đây các bạn ơi, bạn Su robot. Đây có thêm một cây kem nữa. Một cây kem màu xanh với một cây kem màu vàng nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ mở ra cho chúng ta xem nha. Rồi cho bạn Su ăn thử cây kem luôn nha. Thưởng cho bạn Su nha các bạn. Rồi cho bạn sưởng cho bạn Thu cây kem luôn. Đây mình có một con cọp. Cặp con Whisky nha. Bóp vô bìm các bạn ơi. Wow. Có hình dáng. Có một cục kẹo Pokemon. Đây các bạn ơi. Đây hình dáng. Wow, Doraemon. Dán cho bạn Su. Rồi dán cho bạn Su luôn. Dán lên cái nón kìa bạn Kiệt ơi. Cho đẹp. Mình sẽ dán cái nón hình gì vậy ta? Hình heo Peppa đi. Đây mình sẽ dán lên cái nón hình con heo Peppa nha. Mình đi. Rồi Doraemon ở dưới mình của bạn Su luôn. Đây là con cọp không? Đi dưới mình ba. Rồi. Đây mình có 3 con cá sấu này các bạn ơi. 3 con sấu đồ chơi dễ thương ghê không? Còn cục à, cái đó cái gì vậy bạn Kiệt? Đây là con heo
hiện biết bay. À con hiện biết bay hả? Đây một con cá sấu màu vàng nè. Cá sấu này để mình khi mình đi tắm. Wow, cả đủ màu các bạn ơi. Wow, kẹo đủ màu luôn. Rồi bây giờ mình mở thêm một cái kem nữa nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở một cái kem màu xanh nha. Để coi bên trong nó có cái gì bên trong nữa. Đây. Vậy. Wow. Wow, cái gì vậy Bằng Kiệt? Một chiếc nhẫn. Rồi một chiếc nhẫn các bạn ơi. Wow, có hình dáng nữa. Rồi hình dáng nữa. Wow, một cái gì đó nữa Bằng Kiệt. Đây là cái kẹo Doraemon. Đây các bạn một cái kẹo Doraemon nha. Rồi ăn thử coi ngon không. Đây các bạn ơi, mình có thêm một bạn heo con nữa nè. Heo con màu hồng. Heo này có nhạc nha. Để dành đi tắm mình bỏ vô, mình bớt kêu đã lắm á. Wow, đây, đây là cái gì hả Bằng Kiệt? Đây các bạn ơi, một chú ngựa Bonnie rất là dễ thương nha. Rồi té chú ngựa luôn rồi. Đây các bạn ơi, một chú ngựa Bully. Có cái gì trên đầu vậy? Tipsy và bánh mì sandwich. Đây các bạn ơi, cái này là Whisky hình bạn chim cánh cục nè. Thôi bấm qua các bạn. Trời ơi, cái này mà bóp dẻo lắm các bạn ơi. Bóp đã ta lắm, mềm xèo à. Nè, không? Ăn bánh mì đi. Rồi, rồi cho bạn Su đi, cho bạn Su một cái bánh mì sandwich đi. Cho bạn Bonnie đó. Rồi, cho bạn Bonnie ăn nữa nha. Đây các bạn ơi, quá trời lấy quên. Đây, bạn búp bê cô tiên nè. Dễ thương ghê không? Đây, con hổ đó, con cọp con nha. Ừ, cọp con đó các bạn ơi. Ê, các bạn ơi, như vậy là video giới thiệu về chú chó robot nha. Chú chó robot thông minh nè. Đi tìm đồ chơi đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.